ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với anh em rồi. Vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. Ông Tô-ma nói với Đức Giê-xu: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? Đức Giê-xu đáp: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người. Ông Philippe nói: Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giê-xu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha, sao anh lại nói: Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, tôi mới đọc trên trang tin của UCA News câu chuyện thương tâm về một bà mẹ trẻ người Thái tự tử và để lại một lá thư tuyệt mệnh viết như thế này: Tôi không có tiền mua sữa cho con, mọi sự quá mắc mỏ. Tôi làm nhân viên bảo vệ 12 tiếng một ngày mà chẳng được gì. Các bạn có bao giờ thấy một người phải chọn cái chết chỉ vì không còn chỗ nào để đi nữa chăng? Cái câu chuyện thương tâm này không chỉ có một bà mẹ trẻ mà khá nhiều người tự tử trong giai đoạn hiện tại ở Thái Lan. Khi mà xã hội bị phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của virus corona, cả triệu người thất nghiệp, không có công ăn việc làm. Và câu chuyện này cũng không chỉ xảy ra ở Thái Lan, mà tại rất nhiều nơi trên thế giới, con số tự tử gia tăng. Và nếu chưa đến nỗi tự tử, thì nhiều người lại rơi vào tình trạng là nghiện rượu, ma túy, phim khiêu dâm, bạo hành gia đình và những điều không tốt khác. Và người ta còn sợ là tình hình này sẽ kéo dài, bởi vì kể cả khi dịch bệnh đã chấm dứt thì cái hậu quả về kinh tế và xã hội còn lâu mới chấm dứt. Thế thì thưa anh chị em, chúng ta là người Công giáo, mình có rơi vào cái tình trạng khủng hoảng như thế không? Bởi vì tất cả những điều đó nó diễn tả ra bên ngoài cái sự bế tắc tinh thần
âu lo, sợ hãi, chán nản, tuyệt vọng. Chúng ta là người có niềm tin vào Chúa, mình có rơi vào tình trạng đó không? Và giả như mà mình rơi vào tình trạng đó thì phải làm cái gì? Lời Chúa hôm nay có soi sáng cho chúng ta được điều gì không? Tôi đặt cho anh chị em một loạt câu hỏi như vậy để muốn anh chị em chú tâm đến lời Chúa hơn. Trong bài tin mừng anh chị em vừa nghe Chúa Giêsu nói những lời đầy an ủi với các môn đệ của Người: anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Tại sao Chúa Giêsu lại nói những lời này? Ở trong tin mừng theo Thánh Gioan thì những lời này nó nằm ở chỗ nào? Nằm ngay sau bữa tiệc ly và trước khi Chúa Giêsu bước vào cuộc thử khó. Chúa Giêsu dùng bữa tiệc cuối cùng với các môn đệ, rồi Ngài chuẩn bị bước vào cuộc thương khó. Ở đó Ngài bị bắt, bị đánh đập, bị vác thập giá, bị đóng đinh vào thập giá, bị giết chết rồi chôn táng trong mộ. Các môn đệ nhìn thấy cái viễn tượng nó gần lắm rồi, và vì thế làm sao mà các ông ấy không hoảng loạn, làm sao mà các ông ấy không sợ hãi, không âu lo? Và chính lúc đó Chúa Giêsu nói với các ông: anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Thầy là con đường, là sự thật, là sự sống. Cái con đường mà Thầy đi đấy nè là con đường đúng theo thánh ý của Chúa Cha, và con đường này dẫn đến sự sống chứ không phải là dẫn đến cái chết. Ngày hôm nay anh chị em và tôi đọc lại những lời này khi mà mình đang sống ở trong mùa phục sinh mà, chứ đâu có phải mùa cháy. Tôi làm lễ mặc áo trắng mà, chứ đâu có mặc áo tím đâu. Tại sao vậy? Hội Thánh cho chúng ta nghe lại những lời này trong mùa phục sinh để mình cảm nhận được lời Chúa đúng tới mức nào, lời Chúa có sức thuyết phục như thế nào. Đúng là Chúa Giêsu đã bị người ta giết chết, nhưng Người đã sống lại và trở thành đấng hằng sống. Còn những người đã ra lệnh giết Chúa Giêsu, những người đã trực tiếp đóng vai trò trong vụ án Giêsu: Phi-la-tô, Hê-rô-đê, các thượng tế này, những người đó họ chiến thắng. Nhưng mà bây giờ đặt câu hỏi là họ đang ở đâu? Và họ ở đâu trong lịch sử nhân loại 20 thế kỷ qua? Suốt 20 thế kỷ qua, nhân loại nhắc tới tên họ để ca tụng họ là người tài đức khôn ngoan, hay là thiên hạ nhớ tới họ để nguyền rủa, để chửi bới, để khinh miệt. Cái con đường gian dối và bạo lực dẫn họ tới đâu? Sự sống hay là sự chết? Câu trả lời rất là rõ ràng. Cho nên hôm nay chúng ta lại được nghe Chúa nói bên tai mình: các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Anh chị em có lẽ sẽ hỏi tôi là thế tin vào Chúa thì được cái gì? Mình là người Công giáo, mình sống trong xã hội như bao nhiêu người, và cũng như bao nhiêu người phải làm việc vất vả mới có của ăn, và cũng như bao nhiêu người cuộc sống của chúng ta có những lúc bình an,
nhưng không thiếu những tháng ngày sóng gió. Cuộc sống của chúng ta có những lúc rất hạnh phúc, nhưng cũng không thiếu khổ đau và thử thách. Thì trong những cái lúc mà đau khổ và thử thách, mình phản ứng làm sao? Lời Chúa soi sáng cho mình điều gì? Bài đọc thứ nhất hôm nay cung cấp cho chúng ta một ví dụ rất là cụ thể. Bài đọc này kể lại cuộc sống của cộng đoàn tín hữu đầu tiên ở Jerusalem. Và nếu anh chị em đặt bài đọc này vào trong bối cảnh, trong văn mạch của sách Công vụ các Tông đồ, anh chị em sẽ thấy ngay trước bài đọc này là câu chuyện kể về các tông đồ bị bắt, bị đưa ra tòa, bị giam ở trong ngục thất. Rồi ngay sau bài đọc này lại kể chuyện tiếp Thánh Stephano bị bắt, bị kết án và bị ném đá cho tới chết. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là hội thánh lúc bây giờ không có bình an. Hội thánh lúc bây giờ sống trong sự bất bớ bách hại, đầy đe dọa, đầy sợ hãi. Thế thì trong một cái khung cảnh như vậy, hội thánh làm cái gì? Cộng đoàn tín hữu đầu tiên làm cái gì? Bài đọc nói cho chúng ta hai điều. Thứ nhất là các tông đồ thúc giục mọi người cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa. Và thứ hai là nâng đỡ nhau bằng cách là ở trong cộng đoàn bầu ra 7 người tốt để những người đó lo cho người nghèo, không có để ai phải thiếu thốn điều gì. Đây chính là cách sống mà chúng ta phải noi theo. Ngay trong những lúc khó khăn thử thách, lắng nghe lời Chúa, để thay vì mình chán nản rồi xa vào rượu chè rồi ma túy rồi bạo hành trong gia đình rồi làm khổ nhau, không giải quyết được cái gì mà lại còn khổ thêm, thì lời Chúa soi sáng cho mình cách sống như thế nào cho tốt. Và đồng thời cầu nguyện. Cầu nguyện bởi vì sống theo lời Chúa không phải dễ đâu, cho nên chúng ta phải xin Chúa ban cho mình một sức mạnh để có thể sống theo lời Chúa. Và đồng thời nâng đỡ nhau như cộng đoàn tín hữu đầu tiên. Trở lại câu chuyện về bà mẹ trẻ bên Thái Lan tự tử. Giả như cô gái trẻ đó mới có 19 tuổi, giả như cô là một người công giáo, cô ở trong một giáo xứ giống như giáo xứ chánh tòa này, rồi cô rơi vào cái tình trạng mà thiếu thốn đến nỗi mà không có tiền mua sữa cho con, rồi cuối cùng phải tự tử. Giả như cô là một giáo dân ở trong giáo xứ chánh tòa này, mà anh chị em biết, anh chị em có để cho cô đến nỗi phải tự tử không? Tôi tin là không. Tôi tin là tất cả anh chị em quan tâm đến nhau. Và vì thế, dù mình cũng chẳng giàu hơn ai, nhưng mà khi thấy một người trong cộng đoàn giáo xứ của mình khó khăn như vậy, anh chị em sẽ cùng nhau giúp đỡ để người đó vượt qua cái khó khăn, thử thách. Và chính lúc đó, chúng ta biểu lộ, chúng ta cung cấp một cái dấu chỉ, đây là cộng đoàn những người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu. Đó là con đường mà chúng ta được mời gọi để đi. Cho nên thưa anh chị em, xin niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy cầu xin cho nhau. Xin Chúa cho chúng con, nhất là trong những lúc khó khăn thử thách, chúng con nhớ đến lời đầy an ủi của Chúa: các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy, để nhờ đó chúng con can đảm bước tới. Và đồng thời
Xin Chúa cho chúng con cũng biết nói lời đầy an ủi đó với anh chị em chúng con đang gặp khó khăn. Không chỉ bằng lời nói ngoài miệng, nhưng là bằng những cử chỉ, những hành động cụ thể để chia sẻ, để đồng hành, để nâng đỡ nhau. Và như vậy, chúng con thực sự là môn đệ của Chúa. Amen.